Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Lan Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý vị với phần 2 của Cà Phê Sáng vào chiều hôm qua 6 giờ 30 phút tại một nhà hàng ở góc đường Ga V. Trong nguồn tin của KTLA sáng nay, cảnh sát cho biết vụ án mạng xảy ra ngay cái đoạn đường số 500 West Gavi. Và cái đoạn 500 West Gavi nằm ở thành phố Monte Park. Con đường Gavi nó giống như con đường Euclid vậy đó, nó kéo dài thật dài luôn qua nhiều thành phố. Thì Gavi nó cũng vậy, nó qua Alhambra, xong rồi đấy Monterey Park. Cảnh sát nhận được điện thoại 911 tới đây vào khoảng 6 giờ 30 chiều. Khi mà vào bên trong thì họ tìm thấy hai thi thể, một nam, một nữ. Và cảnh sát tin là cái vụ này không phải là do cái kỳ thị chủng tộc người châu Á. Bởi vì cả hai người tử vong trong nhà hàng này đều là người gốc châu Á cả. Nhưng mà trong nguồn tin thì họ chắc có lẽ là do cái người ở bên trong nhà hàng hoặc các người chủ nhân được gọi đến để báo. Bởi vì lúc mà xảy ra thì cảnh sát cho biết ở trong vắng khách. Thì có người báo cái kẻ mà nổ súng lại quen biết với cái người nữ tử vong. Thì cảnh sát nghi đây là một vụ ghen tương, và dẫn đến hậu quả là cái kẻ hung thủ biết cái giờ đó hai người gặp nhau. Như vậy là cái người nữ có thể làm việc ở bên trong nhà hàng này, rồi cái người nam đi vào để thăm cô ấy. Rồi tên này biết được, và có thể là hai người đã chia tay nhau trong thời gian qua, cho nên nhìn thấy là nếu mà tôi không còn quen với em được thì tôi cũng không muốn em quen với người khác. Cái sự ghen tương nó nổi lên. Cảnh sát hiện nay nói họ tin đây không phải là một cái vụ mà kỳ thị gốc người châu Á, nhưng mà do cái vụ mà ghen tương. Tuy nhiên cảnh sát hiện nay vẫn đang truy lùng cái tay súng đó. Cho biết là khoảng 30 tới 40 tuổi. Hình ảnh camera thì không biết có hay không, mà cảnh sát đang mở cuộc điều tra. Cho nên đây là một trường hợp rất là đáng tiếc. Và bởi vì nó xảy ra vào cái thời điểm mà chúng ta thấy có liên can tới người châu Á, nhưng mà cảnh sát khẳng định không phải là cái vụ mà kỳ thị người châu Á trong thời gian qua. Đoạn kết của một cuộc tình. Giờ đang chờ cảnh sát điều tra coi tại sao là như vậy. Bây giờ tôi nghĩ là cảnh sát biết cái người đó là ai rồi. Bởi vì nếu mà có người khai rõ ràng là có mối quan hệ giữa cái tay hung thủ với cái cô gái ở bên trong nhà hàng thì người ta biết rõ là ai. Cái vấn đề chính là tên này đang trốn ở đâu và bao lâu thì họ sẽ bắt được mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đưa ra số điện thoại của sở cảnh sát Monte Park, kêu gọi những người biết được những người ở bên trong nhà hàng này thì báo cho cảnh sát biết. Cũng liên quan đến một cái người không còn sống nữa, nhưng mà người đàn ông này đã qua đời cách đây vào tháng 8 năm 2019. Ông qua đời trong một cái cuộc thi ăn taco. Ông ăn vào mắt nghẹn, ông chết. Bây giờ con trai của ông năm nay nó 18 tuổi. Tức là 2 năm trước á, thì người đàn ông qua đời là 41 tuổi. Đến thời điểm này thì con trai ông mới làm đơn để mà thưa. Thưa cái ban tổ chức cái cuộc thi đó, nói rằng là họ không có nói rõ để cho thấy được, cho bố của anh ta thấy được cái nguyên taco mà ăn liên tục và ăn nhiều như vậy đó, nó có thể bị nghẹn và chết. Thì người đàn ông này trong một cái giống như một cái cuộc thi thể thao của địa phương thì người ta tổ chức thêm một phần nữa, đó là thi ăn taco. Thì ông đã ăn quá nhiều và khiến cho ông bị mắc nghẹn, ông qua đời. Chưa biết là cái vụ xử này như thế nào, nhưng mà từ cái vụ mà thi ăn như thế đó thì Ngọc Lan nhớ lại mình ở đây quanh vùng Little Sài Gòn của mình cũng hay có tổ chức thi những cái cuộc thi ăn. Ví dụ như là lúc trước mỗi lần mà hội chợ Tết sinh viên á, ở trong đó cũng có thi ăn phở. Thi ăn coi là trong vòng thời gian, không phải là cái tô phở lớn, mà là trong ví dụ như là một tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng đồng hồ, thì người nào ăn được nhiều phở nhất
thì người đó sẽ thắng. Đó, thì có nhiều cái cuộc thi ăn như vậy. Và Ngọc Lan nghĩ ở ngoài á, thì mình cũng bạn bè với nhau cũng hay thách nhau cái thi mà ăn bánh bông lan á. Cái ăn bánh bông lan là kinh khủng nhất á. Hồ khủng. Tại vì mình ăn từng chút á thì nó ngon. Đúng. Nhưng mà khi mà ăn bắt đầu ăn lẹ, ăn nhanh và cái bánh bông lan đó nó rất là dễ nghẹn hơn taco nữa. Cho nên là quý vị khi mà chấp nhận một cái lời thách thức các cuộc thi nào thì cũng phải dự đoán xem có những cái bất trắc gì nó có thể nhưng nó xảy ra. Nhưng mà thường á, những cái vụ này nếu mà những cái ban tổ chức mà cẩn trọng đó, họ quý vị luôn luôn phải ký. Đúng rồi, phải ký tờ giấy nhỏ xíu thôi, ký thôi. Để khẳng định tôi sẵn lòng tham gia và nhận tất cả các rủi ro chính tôi chịu lấy. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bất cứ xảy ra cái trường hợp nào. Anh Thụy vừa mới nói đến cái chuyện mà mình ký vào những cái tờ giấy cam kết gì đó. Thì từ cái chuyện của anh Thụy thì Ngọc Lan cũng muốn nhắc đến một cái tin, đó là từ hôm cuối tuần đó thì có nhiều cái bài báo liên quan đến cái chuyện mà nói về cái đóng góp vào cái quỹ tranh cử, cái quỹ ủng hộ tranh cử rồi sau đó là cái quỹ pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump. Thì những cái bài báo bắt đầu họ lên án cái chuyện đó không có rạch ròi, không có rõ ràng. Nhiều người họ nghĩ rằng là họ chỉ có đóng góp một lần thôi, nhưng mà không ngờ đó là cứ mỗi tháng thì tự động cái quỹ đó rút cái tiền ở trong nhà băng của những người này ra. Thì đã có một người đàn ông đã lớn tuổi rồi, ông bị bệnh rất là nhiều, thì ông cũng ký vào đó là cái quỹ ông chỉ có tiền hưu trí thôi, nhưng mà lúc đó ông ký vào ông cho là khoảng $500, đúng rồi. Nhưng mà sau đó đến cái lúc mà ông find out ra người ta bệnh viện đòi tiền, nhà ở đòi tiền, đủ thứ hết, mà trong ngân hàng của ông á, trong nhà băng của ông không còn đồng đạc nào hết, thì con trai ông mới thấy ra là ồ, trong vòng có mấy tháng đó cái số tiền của ông bị rút hết rồi, cứ mỗi tháng là rút ra 500 mà họ không có để ý rằng là do họ trong cái quá trình ký họ đã mark vô một cái chỗ mà họ không có hay. Thì tương tự như vậy cũng có nhiều người khác. Thì nhưng mà từ cái chuyện mà rút tiền trong cái bài báo nêu lên về cái quỹ lúc đầu là tranh cử, sau đó là cái quỹ ủng hộ pháp lý cho những cái cuộc kiện nói là bầu cử gian lận của cựu tổng thống Donald Trump đó, thì Ngọc Lan cũng muốn nhắc là trong cái đời sống bình thường của mình á, đôi khi mình cũng ký vào những cái tờ như vậy mà mình không có để ý. Có những người khi mà gửi về nói là ở một cái tạp chí gì đó, cái này là free, vân vân. Nhưng mà quên để ý rằng là họ cho free trong vòng là sau đó là một tháng hay là có thể là ba tháng. Nhưng mà từ lúc đó thì sẽ tự động mỗi tháng họ trạc là bao nhiêu tiền. Đôi khi cái số tiền nó không lớn, nó có 5-10 đồng thôi. Nhưng mà có người bị trạc miết. Ngọc Lan thấy có một cái cô hồi kỳ nói là khi mà cô phải đau ra đó là cô đã bị 5 năm rồi. Thì cứ mỗi tháng là 5 đồng liên tục như vậy. Cho nên là khi quý vị nhớ ký vào những cái giấy tờ gì đó mà về cái chuyện đóng tiền, mặc dù hay là có những lúc mà mình nhận một cái gói đồ free nhưng mà mình không biết rằng là mình đã vô ý mình click, nhất là bây giờ không phải là ký tên mà trên máy tính mình click vô ai chứ gửi cho mình một cái sample gì đó, cái mình ok tôi nhận, không có trả tiền, nhưng mà sau đó họ cứ từ từ ra. Và qua bản tin này mình mới thấy được có những người mà khi mà yêu ai đó rồi, yêu đắm đuối luôn, nhất là những người mà yêu Tổng thống Trump đó, thưa quý vị, yêu đến độ mà đóng tiền luôn. Trong đó những người Việt Nam, bạn của tôi cũng thế nữa. Nhiều lắm. Đóng tiền và đóng tiền cho một ông tỷ phú để dùng cái tiền riêng đó đương đầu với quỹ pháp lý và những vấn đề. Nhưng mà trước đó họ nói rằng có những cái nguồn tiền khi mà ông Trump không sử dụng được đó, ông có lại trở thành cái nguồn tiền riêng tư của ông. Tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay bản tin ghi nhận đó là bởi vì có thể đó là một trong những cái vấn đề mà không có rạch ròi. Vì vậy bên phía gây quỹ của ông Trump phải trả lại 107 triệu Mỹ Kim. Wow. Cho những người đóng góp phải trả lại cái số tiền đó bởi vì vi phạm vào trong những việc mà gây quỹ trái phép, thưa quý vị. Cũng tin là liên quan đến những người châu Á bị tấn công. Cái vụ này nó xảy ra vào tháng 3 vừa qua ở tại thành phố Fullerton, miền Nam California. Thì đến ngày hôm qua thì cái tên này mới xuất hiện ở ngoài tòa để nghe những cái cáo trạng nhắm vào mình vì lý do kỳ thị chủng tộc nhắm vào người châu Á. Bản tin của KTLA ghi nhận ở tại thành phố Fullerton, một tên này thanh niên thôi, tên là Roger Yankee, cư dân của thành phố Fullerton, 28 tuổi.
ngày hôm qua đã chính thức nhận những cái cáo trạng mà chỉ vì hắn cầm một cái cục đá ném vào chiếc xe Tesla do một người phụ nữ gốc châu Á. Họ chỉ nói gốc châu Á thôi, không biết người này gốc Hoa, Philippines hay là Việt Nam. Trong lúc bà đang lái chiếc xe Tesla chở đứa con trai 6 tuổi trên xe thì bị tấn công. Chỉ vì ném một cục đá, ngày hôm nay tên này không những nhận một tội mà nhiều tội nữa, bao gồm, đây là những cái tội mà chúng ta thấy ngạc nhiên vô cùng, vi phạm vào dân quyền của người khác. Người ta đang lái xe đi trên đường không làm gì hết mà anh cầm một cái vật vô lý, không có vì lý do, chỉ vì vấn đề rõ ràng là kỳ thị thôi. Tôi không thích bà, tôi ném cục đá thì vi phạm vào dân quyền của cái người đó. Một tội vandalism, đang đây đi cầm một cái cục sơn vẽ lên tường, lấy cái viết vẽ lên xe của người ta chỉ vì người ta có chiếc xe mới, ganh tương, thì cái tội đó là tội phá hoại. Một tội tiểu hình, ném một cái vật vào chiếc xe. Mình cứ tưởng là có một hành động thì tòa chỉ tính một cái hành động thôi. Mà ngày hôm nay quý vị thấy chỉ có hành động. Cái việc ném cái cục đá vào một chiếc xe đã là một tội rồi. Nhưng mà nó liên đới tới nhiều tội danh khác nữa. Chưa hết, one felony hate crime enhancement. Wow. Thêm một tội nữa là những cái hành vi mày làm đó là do cái sự kỳ thị chủng tộc của mày. Cho nên tòa và luật lệ của Mỹ gán thêm cái tội đó nữa. Theo phe công tố của quận Cam, thì tất cả những cái tội đó, đương nhiên nó không phải là nó truy hết tất cả các tội. Sẽ cái tên Roger Yankee này, nếu có một luật sư tốt đó, thì luật sư sẽ tìm cách giảm tội bằng cách nhận một tội trong tội này thôi, để rồi giảm những cái tội kia, với hy vọng là nhận cái án tù nó thấp hơn so với cả bốn tội danh mà gán vào in. Mà đó là cái hành vi để cho thấy rằng là không thể nào vì không thích cái người đó. Nhưng mà cái chuyện không thích nó khác, còn cái chuyện vì người đó là cái người khác với chủng tộc của mình, và đang nó xảy ra trong cái thời gian mà những cái tin tức liên quan đến người tấn công người châu Á xảy ra, thưa quý vị. Và đây là một cái kết thúc của một cái vụ án riêng ở tại thành phố Fullerton, quận Cam. Chúng tôi tiếp tục với Cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.